Xin chào các bạn, công ty đầu tư Grayscale đã chia sẻ tài liệu đầu tư trong quý 1 năm 2020 và cho đến thời điểm hiện tại thì công ty Grayscale đã nắm giữ tổng cộng là 1,7% của tất cả Bitcoin trên thị trường và 1,7% là bao nhiêu Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin các bạn thấy được là tổng cộng trên thị trường hiện tại là có 18.342.200 đồng BTC sau này tổng cộng tối đa là sẽ là 21 triệu đồng BTC tổng cộng nhưng mà bây giờ đào được chỉ có là 18 triệu 342.200 đồng BTC thì 1,7% của con số đó các bạn thấy được đó chính là 311.817 đồng BTC Tuy là chúng ta sẽ có tối đa thì bây giờ lưu thông trên thị trường là 18 triệu 342.200 đồng BTC Nhưng mà con số thật sự được thấp hơn con số này rất nhiều Tại sao? Tại vì các bạn cũng đã biết là có cái số lượng lớn đồng BTC đã không còn di chuyển được nữa Tại vì người ta mất khóa cá nhân Cho nên con số thực sự là chuẩn đoán là thấp hơn con số 18 triệu này khoảng chừng là 4 triệu Vì lý do đó các bạn thấy là con số 311.817 đồng BTC đang được lưu trữ đầu tư bởi công ty Grayscale là một con số vô cùng lớn Và tại sao mà chúng ta lại phải quan tâm đến công ty Grayscale này Các bạn thấy là mỗi một quý khi mà Thuận chia sẻ cái tài liệu đầu tư của công ty Grayscale Thì Thuận đều nhận được những cái câu hỏi giống nhau Đó chính là tại sao phải quan tâm tới Công ty này là công ty như thế nào Thì các bạn thấy được là công ty Grayscale là một công ty mà chuyên đầu tư trong lĩnh vực crypto Và những khách hàng của họ là những tổ chức đầu tư lớn, những người mà có tiền Và công ty Grayscale là một công ty duy nhất có tầm cỡ mà chia sẻ tài liệu đầu tư từng quý về lại thị trường crypto cho nên mỗi lần mà công ty Grayscale đưa ra tài liệu thì thường thường hay chia sẻ với các bạn đây là một cái cơ hội tốt để chúng ta có thể nắm bắt được một cách nhìn nhỏ về các nhà đầu tư lớn trong cái quý 1 năm 2020 là họ đã làm gì trong thị trường crypto và công ty Grayscale chỉ là một công ty trong cái lĩnh vực đầu tư cho những cái công ty lớn các bạn thấy được là trong cái thị trường crypto này chúng ta có rất nhiều những công ty tương tự như công ty Grayscale nhưng mà họ không chia sẻ tài liệu. Cho nên nếu như công ty Grayscale mà đầu tư con số lớn tới như vậy các bạn thấy được là tổng cộng bây giờ đầu tư quản lý bởi công ty Grayscale là 2,2 tỷ đô la thì những công ty khác cộng lại các bạn nghĩ là họ chiếm lĩnh cái số lượng crypto ở trên thị trường mà được lưu trữ bởi những cái nhà đầu tư lớn là bao nhiêu trong khi mà chỉ một công ty Grayscale thôi mà đã nắm cái số lượng là 1,7% của tất cả BTC lưu thông hiện tại thì tổng cộng hết những công ty tương tự thì sẽ là bao nhiêu Thuận cũng không biết con số chính xác mà thuận đó nó có thể là lên tới 3% thậm chí là 5% của tất cả BTC bây giờ là được lưu trữ bởi những công ty lớn Trong quý 1 này các nhà đầu tư lớn nó làm những gì đây chính là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay Nhưng mà trước hết thì chúng ta nhìn vào một số cập nhật thị trường các bạn thấy được là ngày hôm nay thì khi chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì phần lớn là đi hàng ngang các bạn thấy là chỉ số Dow Jones chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq hầu như không có di chuyển nhưng mà trong một ngày nay các bạn thấy là cũng lên xuống cũng rất là nhiều nhưng mà kết thúc một ngày các bạn thấy là chỉ số Dow Jones chỉ thay đổi có 0,17% và nếu chúng ta nhìn vào ngày mai thì ra sao thì khi các bạn nhìn vào thị trường futures thị trường hợp đồng tương lai thì các bạn thấy được là chỉ số hợp đồng tương lai của Dow Jones ngày mai là xuống 0,56% phần S&P 500 là xuống 0,66% và chỉ số hoạt động tương lai của Nasdaq là xuống 0,78%, có nghĩa là ngày mai thị trường sẽ có một cái sự đi xuống dựa theo các chỉ số của hợp đồng tương lai mà chúng ta đang nhận được. Còn về thị trường châu Á thì các bạn thấy là hiện giờ châu Á cũng đang đi xuống. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản là xuống 0,87%, chỉ số Shanghai Thượng Hải là xuống 0,49% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông là xuống 0,44%. Còn về vàng thì các bạn thấy được là vàng ngày hôm nay cũng đã có cái sự tăng trưởng Và cái mức là 1746 đô cho một ounce vàng Dầu thì các bạn thấy được là dầu bây giờ là hợp đồng tương lai là cái mức là 17 đô 33 cent Đây là hợp đồng tương lai của tháng 6 Cũng có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay tăng 5,15% Và một thị trường khác cũng có cái sự tăng trưởng đó chính là thị trường Bitcoin Các bạn thấy được là hôm nay cách đây khoảng chừng là 8 tiếng đồng hồ thì giá của BTC đã lên tới cái mức ở trên sàn Coinbase là lên tới cái mức là khoảng 7.767 đô lên một cách rất là nhanh chóng trong vòng chỉ có một tiếng đồng hồ bây giờ đã đi trở xuống nhưng mà vẫn giữ cái mức là 7.500 đô vẫn là một cái con số rất là tốt Bitcoin lúc nào các bạn thấy là trong vòng mấy tháng qua cũng muốn giữ cái vị trí lên trên 7.000 đô hy vọng là lần này là một cái lần mà chúng ta có thể giữ được vị trí trên 7.000 đô trong một thời gian dài Tại vì các bạn thấy được là những lần trước đây sau khi mà giữ được vị trí trên 7.000 đô thì vài ngày sau thì lại đi trở xuống. Và một điều quan trọng hơn nữa là các bạn thấy là cái tài liệu chúng ta sẽ nói tới liên quan đến cái tài liệu quý 1 của công ty Grayscale trong quý 1 này thì các bạn đã thấy là thị trường Bitcoin đã ra sao khi mà chúng ta nhìn vào từ đầu năm cho tới bây giờ thì các bạn thấy được là quý 1 là cái thời gian mà đầu năm chúng ta thấy có cái sự tăng trưởng của thị trường crypto nhưng mà bắt đầu là khoảng chừng là đầu tháng 3 thì đã có một cái sự sụp giá và các bạn thấy là sụp tới cái mức thấp nhất trong thời gian tháng 3 này là thấp nhất trong năm nay đã xuống cái mức chỉ còn có 3.800 đô thì trong cái tình trạng mà chúng ta thấy là thị trường crypto đi xuống mạnh Bitcoin đi xuống mạnh thì các nhà đầu tư đã làm gì? Đó chính là tài liệu mà chúng ta sẽ nhận được trong cái thống kê quý 1 của công ty Grayscale. Ngoại trừ điều đó ra thì các bạn thấy là một tin tức lớn liên quan tới tài chính ngày hôm nay đó chính là liên quan tới cái gói hỗ trợ 484 tỷ. Cái gói hỗ trợ này đã được thông qua bởi Hạ Viện. Các bạn cũng đã nhớ là cái đây 2 ngày thông qua bởi Thượng Viện thì tin tức là thứ năm này sẽ bỏ phiếu hạ viện và bây giờ hạ viện đã thông qua thì bây giờ bước cuối cùng là được ký tên bởi tổng thống và chúng ta hy vọng là trong vòng vài tiếng nữa tổng thống sẽ ký tên và cái gói hỗ trợ 484 tỷ này sẽ được thông qua thì có thể là nhiều bạn không có theo dõi tin tức hàng ngày thì không biết được là cái gói hỗ trợ 484 tỷ này là một cái gói hỗ trợ như thế nào đây là một cái gói hỗ trợ mà chỉ hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp Tại vì các bạn thấy được là cái số tiền mà được đưa ra cho doanh nghiệp là 350 tỷ những doanh nghiệp nhỏ đó thì số tiền đó đã cho mượn hay là đã cho hết rồi bây giờ là cần thêm tiền và một phần trong cái số 484 tỷ này là sẽ châm thêm tiền cho cái chương trình mà cho những công ty nhỏ mượn đây là cái thống kê đơn giản những bạn nào mà muốn biết chi tiết hơn thì thường đã làm một cái video trên màn hình các bạn có thể là bấm vào để xem hiểu rõ hơn là những chi tiết của gói hỗ trợ 484 tỷ này như thế nào Tuy là video đó đã làm cái tên 2-3 ngày Nhưng mà cái tài liệu chi tiết mà cái gói được thông qua bởi thường viện ngày hôm nay Thì cũng không có thay đổi nhiều Bây giờ chúng ta hãy nói tới cái chi tiết liên quan tới là trong quý 1 này Công ty Rayscale đã có những tài liệu gì Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và những bạn nào mà muốn biết thêm tài liệu về cái quý 4 năm 2019 ra sao thì trên màn hình sẽ có cái link đó chính là cái video thường làm cái đây vài tháng về cái tình hình đầu tư của công ty Rayscale trong quý 4 năm 2019. Nhưng mà nào mà đã xem thì cũng nên nhớ là quý 4 năm 2019 là một cái quý mà công ty Rayscale đầu tư rất nhiều tiền. Nhưng mà trong cái quý 1 năm 2020 này thì họ đầu tư lại càng nhiều hơn. Các bạn thấy được là năm 2020 này từ tháng 1 đến tháng 3 có sự tăng trưởng rất là lớn về cái số tiền họ nhận được để mà đầu tư. Tổng cộng bây giờ công ty Grayscale quản lý là 2,2 tỷ đô la đầu tư vào trong thị trường crypto. Đương nhiên 2,2 tỷ đô la này không phải là tiền của công ty Grayscale. Đây là tiền mà họ nhận được từ khách hàng. Tại vì đây là một công ty mà hỗ trợ khách hàng đầu tư Đây là số tiền mà họ nhận từ từ khách hàng để mà đầu tư vào trong thị trường crypto Những khách hàng của họ là ai thì chúng ta sẽ nói tới một lát nữa Nhưng mà các bạn thấy được là trong quý 1 này những điểm nổi bật là gì? Những điểm nổi bật là trong quý 1 này cái số lượng tiền mà đầu tư vào công ty Rayscale là tổng cộng là 503 triệu đô la Một con số rất là lớn những mà nào mà đã xem những video trước đây về công ty Grayscale thì cũng đã biết là trung bình họ đầu tư mỗi một quý mỗi 3 tháng là khoảng 200 mấy triệu đô la nhưng mà trong chỉ có quý 1 năm 2020 cái số tiền đã lên tới gần như là gấp đôi 503 triệu đô la và trung bình thì mỗi một tuần cái số tiền mà họ đầu tư vào trong thị trường crypto là 38,7 triệu đô la trong một số tiền này phần lớn nhất là dùng để mà đầu tư các bạn nghĩ là đầu tư đồng nào nếu các bạn nói là đầu tư Bitcoin thì đó là đúng các bạn thấy được là công ty Rayscale mỗi một tuần bây giờ đầu tư vào thị trường Bitcoin là gần như là 30 triệu đô la mỗi một tuần trung bình và 30 triệu đô la này là 30 triệu đô la của cái con số 38,7 triệu còn 8,5 triệu là họ dùng để mà đầu tư vào thị trường Ethereum các bạn thấy được là chỉ riêng Bitcoin và Ethereum là cái con số mà họ đầu tư đã gần như là 38 triệu cho các bạn thấy được là hai đồng này là hai đồng mà chiếm tỷ lệ cao nhất Họ cũng đầu tư vào một số những đồng khác, nhưng năm đó là những đồng nào? Chúng ta sẽ nói tới một đát nữa, nhưng mà nhiều nhất vẫn là Bitcoin và kế tiếp là Ethereum. Điều này cũng cho các bạn thấy được là lòng tin của họ vào Bitcoin và Ethereum là cao tới cỡ nào. Mỗi tuần, cái số tiền mà họ đầu tư vào cái quỹ tổng hợp là 8,8 triệu đô la. Đây là cái quỹ mà có Bitcoin, có Ethereum, có tất cả những đồng khác. Và 88% cái số tiền mà họ nhận được trong quý 1 này là đến từ institutional investors có nghĩa là đến từ những cái tổ chức đầu tư đến từ những người đầu tư mà có tiền và phần lớn cái số tiền này đến từ những cái quỹ đầu tư hedge fund hay là quỹ đầu tư bảo hiểm thì đó là cái tài liệu nổi bật trong vòng 3 tháng qua trong vòng 12 tháng qua có nghĩa là từ quý 1 năm 2019 cho tới quý 1 năm 2020 thì tình hình đầu tư là như thế nào thì các bạn thấy được trong vòng 12 tháng qua thì công ty rescale đầu tư tổng cộng vào trong thị trường crypto là khoảng chừng là 1,07 tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên mà trong vòng 12 tháng mà họ đầu tư nhiều đến như vậy, 1,07 tỷ đô la và mỗi tuần trung bình trong vòng 12 tháng vừa qua thì họ đầu tư là khoảng 20,6 triệu đô la vào trong thị trường crypto. Con số này đương nhiên là thấp hơn là con số trong quý 1 tại vì quý 1 họ nhận được quá nhiều tiền để mà đầu tư. Nhưng mà trung bình trong vòng 12 tháng qua thì mỗi một tuần trung bình họ đầu tư là 20,6 triệu đô la vào trong thị trường crypto và trong số 20,6 triệu đô la này các bạn thấy là phần lớn 15,7 triệu đô la mỗi tuần cũng là đầu tư vào đồng Bitcoin, 4 triệu đô la mỗi tuần là đầu tư vào Ethereum. Cho nên trong vòng 12 tháng qua, đồng mà họ đầu tư nhiều nhất vẫn là Bitcoin, sau đó là Ethereum. Còn cái phần nhỏ còn lại là dùng để đầu tư vào những cái đồng coin khác Thì các bạn thấy được là 4,8 triệu đô la để riêng ra để đầu tư Và cái quỹ tổng hợp như là có Bitcoin, có Ethereum mà có nhiều đồng khác Và cái trung bình là cái số tiền họ nhận được trong vòng một năm qua là 79% cũng là đến từ những nhà đầu tư lớn và phần lớn vẫn đến từ những cái tổ chức đầu tư hedge fund những cái tổ chức đầu tư mạo hiểm như là chúng ta đang nói tới là cái quý 1 năm 2020 này là cái quý mà họ nhận được rất nhiều tiền để mà đầu tư 503 triệu đô la trong quý 1 này so sánh với lại cái quý trước đây cái quý cao nhất trước đây là cái quý 3 của năm 2019 là họ nhận được 254 triệu để mà đầu tư thì cái quý 1 này là cái quý mà coi như là đã nhận được số tiền gấp đôi của cái quý cao nhất trước đây trong số tiền 503 triệu đô la này là 160 triệu là đến từ những nhà đầu tư mới đến từ những khách hàng mới có nghĩa là họ đã lấy được số tiền này từ những cái người đầu tư mà mới vừa tham gia vào đầu tư với công ty Grayscale còn số tiền còn lại là đến từ những cái khách hàng cũ còn cái số tiền mà 88% họ nhận được là đến từ những cái quỹ đầu tư lớn Thì những quỹ đầu tư này là những quỹ đầu tư nào đương nhiên là vì tư ẩn của các công ty họ không thể nào mà đưa ra tên Nhưng mà họ đã chia sẻ là những công ty mà đầu tư vào nhiều ngành nghề hay là gọi là multi strat, đầu tư dựa trên nhiều cái chiến lược khác nhau hay là những công ty mà rất là quan tâm đến đầu tư vĩ mô, những công ty mà đầu tư để mà coi như là một cái bảo hiểm lỡ như mà chuyện gì đó xảy ra bên thị trường tài chính truyền thống có nghĩa là họ coi như là thị trường crypto là một thị trường mà sẽ đi ngược lại với thị trường truyền thống nếu như mà có chuyện xảy ra hay là những cái quỹ đầu tư mà chuyên về đầu tư crypto đó là những cái quỹ đầu tư lớn mà đầu tư vào công ty Grayscale hiện tại còn về việc là các nhà đầu tư thì phân phối tiền như thế nào thì họ nói là bây giờ là khoảng 38% của tất cả những khách hàng là mua ít nhất là hai loại đồng so với trước đây phần lớn là vẫn đầu tư vào Bitcoin tại vì các bạn thấy là những nhà đầu tư lớn khi mà họ tham gia vào thị trường crypto thì họ chỉ tin tưởng tới Bitcoin nhưng mà bây giờ là 38% có nghĩa là hơn 1 phần 3 của những người mà đang đầu tư với công ty Grayscale là ít nhất là có hai loại đồng khác nhau trở lên so sánh với lại cách đây một năm thì chỉ có 29% là đầu tư ít nhất là hai loại đồng trở lên đây là những cái tài liệu nổi bật chúng ta sẽ đi vào một số những chi tiết để các bạn có thể hiểu rõ hơn về tình hình đầu tư của những người đầu tư lớn này như thế nào thì các bạn thấy được là tổng cái thống kê của cái report này là tổng cộng là 20 trang Chúng ta sẽ không nói tới tất cả các trang tại vì các bạn thấy là những tài liệu nổi bật Chúng ta cũng đã nói tới là nằm ở trên cái trang thứ hai và trang thứ ba Thì một số những tài liệu khác mà các bạn cần phải lưu ý tới thì các bạn thấy được là đầu tiên Là tuy là bây giờ công ty Grayscale là quản lý là 2,2 tỷ đô la Nhưng mà bây giờ chưa phải là cái lúc mà họ quản lý nhiều tiền nhất Cái lúc mà họ quản lý nhiều tiền nhất đó chính là cái thời gian quý 4 Năm 2017 lúc đó họ quản lý lên Cái con số là 3,5 tỷ đô la Thì tại sao tôi nghĩ là các bạn cũng đã biết Tại vì đây là cái lúc mà Có rất nhiều người hứng thú đến trường crypto Tại vì lúc đó là bị con lên tới 20.000 đô Cho nên cái số tiền mà họ đầu tư Nhận được cũng rất là nhiều Tuy là lúc đó họ quản lý Cái con số tiền là nhiều hơn bây giờ Tại vì lúc đó là cái giá crypto nâng cao Nhưng mà cái số tiền mà họ nhận được Để mà đầu tư hàng tháng Hàng quý thì không có bằng như là bây giờ Các bạn thấy được là tuy là cái giá Bitcoin nó đi xuống tới cái lúc mà khoảng trên năm 2018 các bạn thấy là cái số lượng tiền mà họ quản lý đã dưới 1 tỷ đô la nhưng mà từ lúc đó cho tới bây giờ cái số lượng tiền mà họ quản lý đã từ từ tăng ngược cho lên và các bạn thấy được là ngoại trừ tài liệu là bây giờ họ quản lý tổng cộng là 1,7% của tất cả bitcoin và đây chỉ là một công ty các bạn thấy là có rất nhiều những công ty tương tự nhưng mà không có chia sẻ tài liệu cho nên thường đoán là cái số lượng bitcoin mà được lưu trữ bởi những nhà đầu tư lớn là có thể lên tới con số là 3%, 5%, thậm chí là cao hơn. Khi mà chúng ta nhìn vào một số những tài liệu khác được chia sẻ bởi công ty Rescale này thì các bạn thấy được là cái số tiền mà họ nhận được đầu tư hàng tháng, hàng quý thì đã từ từ tăng lên các bạn thấy là tuy là năm 2017 là một năm mà có rất là nhiều những nhà đầu tư mới tham gia vào và đưa tiền cho công ty Rayscale lúc đó họ quản lý nhiều tiền tính theo là EUM thì này là tính theo là cái giá trị của những cái đồng họ đầu tư nhưng mà tính theo cái số lượng tiền mà vào cho công ty Rayscale thì các bạn thấy là càng ngày càng tăng lên mỗi quý đều tăng lên các bạn thấy được là cái quý của năm 2020 quý 1 này là cái quý mà họ nhận được nhiều tiền nhất như chúng ta đã nói tới nhưng mà mỗi quý các bạn thấy là cái số tiền họ nhận được đều tăng lên và họ đã bắt đầu đầu tư từ những năm rất là xa các bạn thấy là từ tháng 12 năm 2013 là họ đã dấn thân vào thị trường crypto này và từ năm 2013 cho tới là khoảng chừng là tháng 3 năm 2017 thì các bạn thấy được là trong thời gian đó tất cả các cái thanh đều là màu xanh như là các bạn nhìn thấy trên màn hình tại sao tại vì màu xanh này đó chính là đồng bitcoin thời gian đó chỉ có bitcoin bắt đầu là từ năm 2017 khoảng chừng là giữa năm cho đến thời buổi hiện tại thì họ mới đầu tư vào những đồng khác nhưng các bạn thấy được là có những cái màu khác nhau và cái màu lớn nhất bây giờ vẫn tiếp tục là bitcoin tại vì bây giờ đó vẫn là lựa chọn hàng đầu của những nhà đầu tư lớn kế tiếp đó chính là ethereum cái màu xanh mà các bạn thấy là màu xanh lá cây kế tiếp sau khi Bitcoin chiếm vị trí thứ hai những đồng khác mà họ đầu tư ngoại trừ Bitcoin và Ethereum thì các bạn thấy là có Ethereum Classic, Zcash, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, Zencash với lại Stellar Lumen thì có thể là những lựa chọn này làm cho nhiều bạn cũng thấy rất khó hiểu là tại sao họ lại đầu tư vào Ethereum Classic hay là tại sao họ lại đầu tư vào ZenCash hay là Stellar Lumen nhưng mà đó là lựa chọn của công ty Grayscale nhưng mà lớn nhất các bạn thấy là vẫn là Bitcoin và Ethereum cho nên khi mà chúng ta nhìn vào danh sách này thì một trong những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới là nếu như mà công ty Grayscale bây giờ vẫn giữ một cái số lượng tuy là so sánh với lại cái số lượng Ethereum và Bitcoin họ lưu trữ là không có nhiều nhưng mà cái số lượng tiền mà họ bỏ ra để mua những đồng như là Ethereum Classic, Zcash, XRP Litecoin, Zencast chẳng hạn vẫn là cái số tiền rất là lớn so với một người bình thường Thì các bạn nghĩ coi là nếu như họ đã đầu tư thì họ có để những đồng này chết hay là không Cho đến khi nào mà họ xả những đồng này lúc đó thì các bạn cần phải nên quan tâm tới Nhưng mà cho đến thời điểm mà họ vẫn tiếp tục đầu tư Thì thường vẫn chưa có nhiều cái sự lo ngại về những đồng như là XRP, Stellar hay là ZenCash và những đồng khác mà họ đầu tư mà không phải là Bitcoin hay là Ethereum. Kế tiếp thì họ chia sẻ những gì thì các bạn thấy được là chia sẻ cái phần trăm mà những cái công ty đầu tư của họ, những cái khách hàng của họ là những ai? thì chúng ta cũng đang nói tới à, là những cái công ty đầu tư với công ty RayScale, những công ty loại nào? phần lớn là những cái quỹ đầu tư khác đầu tư với công ty RayScale và phần lớn các bạn thấy là những cái quỹ đầu tư mà quan tâm đến tình hình tài chính của thế giới, họ dùng cái sản phẩm của công ty RayScale này như là một cái bảo hiểm hay là họ có lòng tin rất là lớn đối với tiền crypto. Nhưng mà phần lớn là 46,1% của những khách hàng của công ty Grayscale là đến từ những công ty gọi là multi-stress, nghĩa là những công ty mà đầu tư nhiều chiến lược và crypto là một trong những chiến lược của họ thì cái số tiền mà họ đưa vào công ty Grayscale là những cái số tiền mà đầu tư lâu dài tại sao chúng ta biết được là đầu tư lâu dài tại vì cái số tiền mà họ dùng để đầu tư vào công ty Grayscale là cái số tiền của những cái quỹ như là cái quỹ 401k như là cái quỹ về hưu hay là quỹ IRA cũng là quỹ về hưu và những cái quỹ về hưu khác có nghĩa là đây là cái quỹ mà những người về hưu đầu tư vào để cho sau này họ về hưu họ có rút tiền ra để mà sống qua ngày thì những cái quỹ này những cái quỹ mà những người mà ở Hoa Kỳ là sẽ bắt đầu có từ lúc mà mới đi làm có nghĩa là lúc mà 20 tuổi đã bắt đầu có cho đến khi mà họ về hưu là 60 mấy 70 tuổi lúc đó là họ mới bắt đầu rút tiền ra từ những cái quỹ này cho nên những người mà đầu tư những quỹ này như là bản thân thuận thì sẽ rất là lâu có thể là 40 năm sau thì mới bắt đầu là nhưng đầu tư và rút tiền ra cho nên trong thời gian 40 năm là một thời gian rất là dài cái số tiền mà được đầu tư vào công ty Rayscale là đến từ những cái quỹ đó cho nên chúng ta có lòng tin là cái số tiền đầu tư vào thị crypto là một cái đầu tư rất là lâu dài kế tiếp thì các bạn thấy được là một cách phân chia khác chúng ta thấy được là cái số lượng tiền 45 phần trăm cái số lượng tiền mà màu xanh này có nghĩa là gần như là phân nửa là đến từ những cái quỹ đầu tư về hưu có nghĩa là tax advance những cái quỹ này là những quỹ mà các bạn đầu tư vào thì các bạn không bị đánh thuế chỉ nào mà các bạn lấy ra để mà sử dụng cái số tiền đó mới bị đánh thuế còn 55% là cái số lượng tiền thông thường để mà chúng ta dùng để đầu tư Cho nên là phân nửa là đến từ những cái quỹ đầu tư lương hưu kế tiếp thì những tài liệu nào khác thì các bạn thấy được là so với lại cái số lượng tiền mà được đầu tư vào công ty RayScale thì tuy là các bạn thấy là nhìn vào quý này và quý kia thì đương nhiên cái số tiền các bạn thấy là càng ngày càng tăng lên nhưng mà đương nhiên là không phải là lúc nào người ta cũng để tiền vào công ty RayScale cũng có lúc người ta lấy tiền ra thì đây là một cái uh, biểu đồ cho các bạn thấy được là cái đường màu đen này là cái số lượng tiền mà công ty RayScale đang lưu trữ thì các bạn thấy là có lúc đi xuống có lúc đi lên nhưng mà Mỗi một lần mà các bạn thấy được là có cái biến cố lớn trong thị trường crypto, như là các bạn thấy được là có cái sự tăng trưởng rất là lớn từ khoảng chừng là cuối năm 2018 cho đến khoảng chừng là đầu năm 2019 thì cái số lượng tiền đổ vào container scale lại tăng lên đột ngột. Đây là những cái lúc mà thị trường không biết rõ là tương lai sẽ ra sao, chúng ta vẫn còn nằm dày đặt ở trong cái tình hình mùa đông của crypto thời điểm đó. Và một lần nữa các bạn thấy được là hồi tháng 3 mới đây đó chính là cái lúc mà giá Bitcoin đột ngột đi xuống chỉ còn có 3.800 đô Nhưng mà cái số tiền đổ vào công ty Grayscale lại tăng lên trong thời điểm đó Để chúng ta thấy được một cách phân chia rõ ràng hơn về cái thời điểm gần đây có nghĩa là từ tháng 1 năm 2020 cho đến cuối tháng 3 năm 2020 Thì các bạn thấy được là trong lúc mà thị trường Bitcoin đi xuống mạnh có nghĩa là cái thời điểm là khoảng chừng là từ ngày 3 tây cho đến ngày 24 tháng 3 Thì cái số tiền mà được đưa vào trong công ty Grayscale đã tăng lên rất là nhiều Và đặc biệt các bạn có để ý thấy được là cái số tiền đưa vào công ty Grayscale tăng lên trong thời điểm mà Bitcoin đi xuống mạnh xuống còn 3.800 đô Nhưng mà ngoại trình Bitcoin ra có một đồng khác nữa mà những nhà đầu tư lớn rất quan tâm đến trong cái thời gian mấy tháng qua các bạn thấy được đó chính là cái đồng mà cái đường màu xanh lá cây này đường màu xanh lá cây này đã từ từ lan rộng ra đây chính là cái số tiền mà được đầu tư vào Ethereum cũng đồng nghĩa là những nhà đầu tư lớn đã bắt đầu quan tâm đến đồng Ethereum cho nên cái số lượng tiền mà đầu tư vào Ethereum ngày lại càng lớn lên Tuy nhiên Bitcoin vẫn là cái số tiền lớn nhất các bạn thấy được đó chính là cái thanh mà màu xanh dương này vẫn là cái thanh cao nhất còn những cái đường nhỏ hơn như là những cái màu như là màu tím hay là màu hồng Những đường đó hồng chúng ta không thấy tại vì cái số tiền còn lại mà họ đầu tư vào những đồng khác rất là thấp So với cái số tiền họ dùng để đầu tư vào Bitcoin và Ethereum Và đây là tài liệu trong vòng 3 tháng, tài liệu trong vòng 12 tháng qua thì cũng có một cách nhìn tương tự Các bạn thấy được là mỗi quý thì số tiền đầu tư cũng ngày lại càng tăng lên Nhưng mà có một cái các bạn cần phải lưu ý ở đây Đó chính là khi chúng ta nhìn vào từ tháng 4 năm 2019 thì Chúng ta thấy được là cái số tiền đầu tư thường là mỗi 3 tháng thì chúng ta mới thấy được là cái sự tăng trưởng Cho nên chúng ta nhìn vào giống như là 3 tháng thì số tiền lại tăng lên Có nghĩa là mỗi quý thì lại có thêm những nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư cũ lại bỏ thêm tiền vào Nhưng mà cái sự tăng trưởng nghĩa là cái cách mà số tiền tăng trưởng tốc độ nó nhanh hơn Từ khoảng chừng là tháng 1 năm 2020 cho tới bây giờ đó chính là những cái Thành mà các bạn thấy trên màn hình, cái tốc độ tăng trưởng đã tăng cao hơn, mạnh hơn và lạ hơn so với lại cách đây những cái quý khác Tại sao? Tại vì thường cảm thấy là đối với cái sự bất ổn trong thị trường, các nhà đầu tư đang tự tìm bảo hiểm cho mình Và Bitcoin là một trong những tài sản, một trong những lựa chọn thông qua cái tài liệu đầu tư chúng ta có thể nhìn thấy được điều này Đương nhiên ngoài chỉ Bitcoin các bạn còn có những cái lựa chọn khác như là vàng, như là bạc nhưng mà bitcoin rõ ràng là một lựa chọn kế tiếp thì các bạn thấy được là họ đưa ra những cái tài liệu mà cũng không có thú vị lắm tại vì đây là cái tài liệu mà họ phân chia theo từng cái loại đầu tư à, chúng ta cũng không cần phải quan tâm tới nhiều từ những cái biểu đồ này nhưng mà một trong những biểu đồ khác mình muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta đi vào cái trang kế tiếp đó chính là những cái người mà đầu tư vào công ty racecale thì phần lớn chúng ta cũng đã biết đó chính là institutional investor thì các bạn thấy được là cái thanh mà màu xanh lá cây đó chính là trong cái quý 1 năm 2020 và cái thanh kế bên cái thanh mà màu xanh dương đó chính là trong vòng 12 tháng qua thì khoảng chừng là 88% bây giờ chúng ta đã nói tới là đến từ những cái quỹ đầu tư lớn những quỹ đầu tư hedge fund những quỹ đầu tư mạo hiểm nhưng mà cái phần nhỏ hơn là đến từ những cái accredited investor khoảng là 5% trong quý 1. Đây là những cái nhà đầu tư gọi là đầu tư, đầu tư chuyên nghiệp, có nghĩa là họ phải có kinh nghiệm đầu tư hay là họ phải có thu nhập cao hay là họ phải có cái số tiền để mà được đầu tư rất lớn, thường là phải hơn 1 triệu đô la để riêng ra để được đầu tư. Cái tiếp 4% là cái số tiền mà đến trực tiếp từ những cái quỹ lương hưu, những quỹ đầu tư về hưu và 3% cái phần nhỏ hơn là đến từ những cái gọi là family offices Đây là những cái đơn vị mà gọi là đầu tư cho những gia đình giàu có Cho nên các bạn thấy được là phần lớn những người mà đầu tư về công ty Rayscale Như chúng ta đã nói tới là institutional investor, những tổ chức đầu tư lớn Thì những nhà đầu tư này có một điều mình các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị Đó chính là những nhà đầu tư này chỉ có 43% là những nhà đầu tư ở Hoa Kỳ Những đơn vị đầu tư ở Hoa Kỳ Còn 57% của quý 1 là những nhà đầu tư đến từ những quốc gia khác thì các bạn có thể hỏi là tại sao mà những quốc gia khác lại phải đầu tư vào công ty Rescale tại sao họ không tự đầu tư vào những công ty trong nước của họ hay là họ tự đầu tư thì các bạn thấy được là những cái quốc gia khác bây giờ không có những công ty mà có tầm cỡ như Rescale có cái sự bảo hiểm và có cái lý lịch lâu đời như là công ty Rescale các bạn thấy là họ đã bắt đầu đầu tư vào những năm 2013 cho tới, tới bây giờ bây giờ trên thế giới không có bao nhiêu công ty mà có được cái lý lịch và cái sự tin tưởng của những nhà đầu tư cho nên Tuy là những nhà đầu tư nước ngoài, những công ty đầu tư nước ngoài họ vẫn tin tưởng đầu tư vào công ty Grayscale và lý do tại sao mà những công ty lớn họ lại không tự đầu tư mà họ lại phải đầu tư thông qua công ty Rayscale Tại vì đương nhiên công ty Rayscale quản lý tiền cho họ thì phải tính cái phí quản lý Thì lý do là tại vì các bạn thấy là không phải công ty nào họ cũng là có hứng thú đối với lại là mua Bitcoin trên thị trường sau đó lại tìm cách để mà bảo quản Bitcoin sau đó họ lại phải lo sợ là Bitcoin bị hacker lấy đi hay là họ lo sợ một cái vấn đề gì đó liên quan tới Bitcoin của họ bị mất đầu tư vào công ty Rayscale thì sẽ có bảo hiểm họ sẽ an tâm hơn và các bạn cũng nên biết là tuy chúng ta thấy là cái số tiền đưa vào công ty Rayscale là một con số tiền lớn nhưng mà so với những công ty đầu tư tầm cỡ thì con số mấy trăm triệu chỉ là một con số nhỏ thật ra nhiều công ty cái số lượng tiền mà họ bỏ vào công ty Rayscale đi đầu tư Bitcoin có thể là chỉ là một hay là hai phần trăm của tổng số tiền mà họ đang quản lý cho nên đối với họ họ còn nhiều điều để mà họ lo hàng ngày thị trường crypto không phải là cái phần mà họ lo lắng nhiều nhất cho nên đưa cho công ty Rayscale đầu tư thì sẽ đơn giản hơn và đối với họ là an toàn hơn và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái thống kê mới nhất được đưa ra bởi công ty Rayscale các bạn nghĩ sao về những tài liệu này thì các bạn hãy comment ở phía dưới và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn nepx và sàn bybit tham gia sàn nepx bằng cách bấm vào link tham gia sàn sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trị miễn phí thông qua telegram nếu như các bạn tham gia sàn bybit thì sau khi đăng ký thành công và các bạn nạp tiền thì các bạn sẽ được thưởng 90 đô la Và cái phí giao dịch trong tháng đầu tiên sẽ được giảm 10% Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới Chỉ phù hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance tham gia thông qua link của thuận capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này stabex, bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội thuận capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn